ở tít kia mà đây, đi lên đây chơi chuẩn nha bạn. Cháu ơi, đã chụp không? Em chụp trước. Đã chụp không? Cháu anh kìa. Mình em chụp trước. Để chụp cho bạn anh kìa, xong rồi chụp cho. Mấy cầm đây, quay 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 quay. Chụp xa quá là đêm là mơ. Mày chụp gần gần nó mới đẹp. Xin chào mọi người nhá. Rồi đi. Nó này là chụp cho vừa cho mày thấy cặp chụp đây. Anh có mày chụp không? Ê, ê, mấy tờ thải này, dù đó. Chú ấy cù cỏ hạ vào trong nào. Ê, lý chứ có rồi. Ê, hôn lên là thay ảnh này dân nữa. Ôi chào ơi, như thế này tao chụp một mình à? Thì bỏ lên chụp với mình được rồi. Thôi, tao chụp với mình được cái chứ. Rồi, đưa mày ra chị thay chụp lên mày. Nào, rồi đi lên. Lên chung đi. Vẫn đang còn live trực tiếp à? Đang live stream chim. Thằng Thảo mang cái đôi dép chắn đời. Mà cho mình những ngạch bố rồi. Sao được hết? Đi chuẩn. Cái gì đông quá kìa. Ô túp túp leo tí lý tưởng à, lúc túp leo lý tưởng xong rồi. Đẹp, đẹp rồi, đẹp rồi. Chân nó ngắn rồi. Ơi. Tí gửi sang. Để xóa ảnh đi đi. Mai thay. Ơi, tần gái xinh. Tờ chụp một người đẹp hơn đấy. Một người đẹp hơn, đấy, gái xinh này. Anh em nào chưa có vợ biết thì lên đây. Chụp một người đẹp hơn. Gái xinh, gái xinh. Đây như này này. Nhấc chân lên. À, chỗ này. Chỗ này để kệ chụp ảnh này em ơi. Đây này. Đấy. Đấy, đẹp thế này cơ mà. Chị, đang kiểu như thế này này. Đây nha, đấy, 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 rất là đẹp luôn. Em bắt được luôn nhưng mà nó đẹp lắm. Nhà đi đứng bên chỗ đi của mình. Mà to chứ đâu. Đây có thằng già này. Có kéo hai cái. Cái kim mà kim mãi lên mà cái này. Cho con đi xuống đâu mua cái này. Nhưng mà em chụp đúng. Nó không có đèn xoay. Cái ảnh của em. Em bia, sang chi. Thế đã được ăn chưa? Lâu. Ôi như mình bỏ hết mẹ rồi sao ấy? Nó đang đi chơi.
Đẹp quá, đẹp đi. Bỏ hết ra rồi nè. Bỏ hết ra rồi. Này có hai vợ chồng đang nắm tay nhau này. Đánh nhau cả về dưới. Hôm nay hơi là con gọi nha. Ê, có lý chứ đây, nó bố thôi. Hả? Có lý chứ đây. Có vừa mới đứng đây này, chắc có lại chạy theo thằng Hùng để đợi đồ ăn đấy. Hai đứa cũng khổ. Bắn thêm cái ảnh. Thôi lúc thì kêu kìa, xuống đi. Quắp. Con gì, con gì đây? Ôi sao lại ấm nhỉ? Chảy hết cả lông bây giờ. Trong lông ngoài. Nói chuyện. Đi đi cô, đi thử chút chút đi. Ừ, được. Sớm tình yêu, sớm tình yêu. Barbie là lớn đấy cha. Lớn là Barbie. Tuấn Trai xinh hay đẹp. Chọn bút mồi các bạn.